Đã quá các bạn ơi. Hôm nay mình cùng Wizard tụi mình nổ đơn hàng lớn Kusman K160 này các bạn. Tại showroom 347 Điện Phủ tụi mình sẽ đi 10 cây K160 về với trường tiểu học tại quận 10. Không những vậy, ở trong kho hàng tại quận 12 tụi mình đang chuẩn bị đến 50 cây để về với đại lý tại Hà Nội. Và bây giờ hãy cùng mình uống hàng nhé. Minh Phục Music là nhà phân phối hàng đầu các dòng nhạc cụ với nhiều phân khúc giá khác nhau, với mục tiêu đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người chơi nhạc. Tất cả các sản phẩm nhãn hiệu công ty Minh Phục Music chọn làm đại diện phân phối đều đảm bảo các tiêu chuẩn chất lượng âm thanh cũng như cung cấp mức giá tốt nhất để mỗi khách hàng có thể chọn mua được sản phẩm phù hợp nhất với mình. Ta-da, vậy là đơn hàng. Alo. Thêm 5 cây nữa hả anh? Ok luôn. Đơn giản ấy mà. 15 cây Custman K160 cộng thêm 50 cây ở kho quận 12, tổng cộng là 65 cây trong ngày hôm nay đã được chuẩn bị hoàn tất. Trước khi về tay với khách hàng, hãy cùng mình tìm hiểu về âm đàn K160 này nhé. Custman K160 với thiết kế nhỏ gọn, có khối lượng chỉ 3,8kg, phù hợp với những không gian nhỏ, có thể sử dụng pin mà không cần kết nối nguồn điện, tiện lợi mang đi khắp nơi. Bản nâng cấp của Custman K150 này trang bị 61 phím LED đầy ấn tượng, bắt mắt, đem lại sự mới mẻ và ấn thú khi từng ngón tay chạm vào phím đàn. Tích hợp bên trong là cảm ứng lực nhấn. Chiếc đàn này còn có những chức năng phục vụ cho việc luyện tập như metronome đếm nhịp, double voice trộn tiếng, transpose tăng giảm tông, hệt như sản phẩm tiềm nhiệm của nó vậy. Và đặc biệt hơn là tính năng Bluetooth audio và MIDI chỉ có trên ở những sản phẩm cao cấp, giúp kết nối không dây với các thiết bị thông minh để học nhạc và cũng có thể biến cây đàn của bạn thành một chiếc loa di động. Bên cạnh đó, đài organ Custman K160 còn có 80 bài hát demo, 300 tiếng nhạc cụ và 300 điệu đa dạng phong phú, giúp cho các tác phẩm của bạn trở nên sinh động và thú vị. Mặt sau của đàn sẽ bao gồm cổng nguồn USB Type-C, cổng Sustain và cổng Phone. Và khi mua siêu phẩm organ này, các bạn sẽ được bảo hành lên đến 12 tháng, 1 đổi 1 trong vòng 30 ngày, giao hàng và lắp đặt miễn phí. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Hãy nhớ like, share và subscribe và bật chuông thông báo để đón chờ những clip sắp tới nhé. Hãy đến ngay các hệ thống showroom của Minh Phụng Music tại số 347 Điện Phủ, phường 4, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh và 98 Bành Văn Chân, phường 7, quận Tân Bình, phố Hồ Chí Minh để được trải nghiệm đàn trực tiếp nhé. Hoặc các bạn cũng có thể liên hệ qua số hotline 0919768606 để được nhân viên bên mình tư vấn cụ thể. Xin chào và hẹn gặp lại.